Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái bước mà đầu tiên để chúng ta tạo ra được một cái móng nhọn nha mọi người. Thì sau khi mà chúng ta đã dán móng xong, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt móng. Thì cắt móng có thể các bạn có thể dùng kéo hoặc dùng cái kèm thẳng giống như mình. Các bạn đừng có dùng cái kèm cong, các bạn dùng cái kèm thẳng giống như mình thì cắt nó sẽ dễ tạo ra được cái xếp nhọn lắm các bạn. Đầu tiên thì chúng ta cắt ngang. Chúng ta cắt ngang khoảng một móng hai móng và sau đó chúng ta đưa cho khách coi cái độ dài là khách đã ok chưa nếu khách ok rồi thì chúng ta tiếp tục làm những món còn lại để chúng ta cắt ngang xong thì chúng, các bạn cắt xéo vào các bạn cắt xéo các bạn canh cái điểm mà điểm nhọn á, làm sao mà để cho nó nằm giữa cái móng của chúng ta là chúng ta canh từ cái dòng da ngay chính giữa dòng da bên trong và chạy ra ngoài là một đường thẳng đó là cái điểm mà chúng ta cần phải canh khi mà chúng ta cắt cái móng nhọn đó, sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta có thể đo từng ngón như thế này để chúng ta cắt nó sẽ chuẩn hơn các bạn. Bạn nào chưa quen thì đo giống như vậy, bạn nào đã quen rồi thì chúng ta cắt luôn, không cần phải đo. Đó, mình đo xong mà thấy nó dài hơn thì mình cắt thêm chút nữa. Sau đó các bạn cắt xéo vào. Các bạn nhớ các bạn lúc mà các bạn cắt xéo thì các bạn phải canh một cái điểm thẳng từ trong ra ngoài nha các bạn. Đấy các bạn thấy mình cắt không? Đầu tiên thì mình sẽ cắt ngắn trước độ vừa độ ngắn vừa phải và sau đó mình canh lại một lần nữa để chi để cho móng của chúng ta nó đều và chuẩn hơn còn nếu như mà các bạn cắt một phát một vào sâu quá thì móng của chúng ta nó sẽ rất là ngắn thì lúc đó chúng ta sẽ mất công chúng ta sẽ chỉnh sửa lại đó thà các bạn cắt dư một chút và sau đó các bạn cắt lại lần nữa thì như vậy thì móng của chúng ta nó sẽ chuẩn hơn các bạn đây các bạn thấy không? mình canh từ một điểm từ chính giữa của dòng da bên trong và chạy thẳng ra bên ngoài là một điểm nằm trên một đường thẳng. Và khi mà các bạn canh như vậy thì móng của chúng ta nó sẽ có một cái điểm nhọn rất là thẳng và chuẩn hơn. Thế mà thấy là mình cắt xéo vào bên trong. Đừng có xéo quá nha các bạn. Mình cắt xéo vừa thôi. Vì các bạn cắt xéo quá lát nữa các bạn dũa nữa thành ra nó đi ăn sâu rất là nhiều vào bên trong thì móng của chúng ta nó sẽ xéo liền. Rồi bây giờ đã xong thì mình sẽ lấy cái dụ xếp mình dụ trước vì sao mình phải dụ trước vì lúc này trên móng của chúng ta không có bột thì chúng ta sẽ dễ canh và dễ dũ hơn nó nhẹ tay cho chúng ta hơn và khi mà các bạn để dũ sau thì một lát nữa các bạn đắp bột lên đó. móng nó dày rồi các bạn dũ rất là mệt đó thì các bạn nhớ các bạn ăn đều vào hai bên tức là chúng ta dũ bên đây và bên kia hai bên đều vào không tập trung giữa một bên vì khi mà các bạn tập trung giữa một bên á thì móng của chúng ta sẽ dễ bị xéo ngay lập tức Đó, các bạn canh đều hai bên các bạn giữa các bạn đừng có chú trọng một bên nào cả vì các bạn chú trọng một bên thì móng của chúng ta nó sẽ đi lệch và bị xéo ngay lập tức nhìn nó sẽ rất là xấu đây là nhọn dừa thôi mà các bạn mà muốn nhọn nữa thì các bạn có thể giữa hai bên hông vào trí nữa thì móng của chúng ta nó sẽ cực kỳ nhọn thì tùy theo mỗi người, sở thích của mỗi người là người ta thích nhọn mà vẫn có cái độ bè nhỏ. Và có nhiều người thích nhọn mà móng phải nhỏ. nó thì tùy theo cái sở thích của mỗi người khách mà chúng ta làm. Chúng ta sẽ hỏi họ trước. Các bạn có thể dũa một móng trước và các bạn có thể cho khách coi. Nếu họ ok thì chúng ta tiếp tục dũa. Còn nếu không ok thì chúng ta chỉ mắc công sửa một móng thôi. Chúng ta không cần sửa, sửa lại tới 10 móng. Ok, đó là một cách dũa và đây là một cách thứ hai. Mình sẽ dùng cái đầu vỗ nhám để chúng ta chạy. Chúng ta chạy đều hai bên vào. Cái bước này thì nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, cái bước này á, các bạn muốn làm thì các bạn phải tập trước khi các bạn lên tay của khách. Mình nói trước nha, các bạn phải tập trước khi chúng ta lên tay của khách. Vì sao? Nếu các bạn không cẩn thận, á, các bạn đi trượt một cái thôi là móng sẽ mất ngay cái xếp ngay lập tức. Vì cái vũa này nó ăn rất là nhanh, đó, các bạn thấy cái điểm nhọn chính giữa không? mình canh cái điểm nhọn đó vì nó ăn rất là nhanh cho nên chúng ta phải rửa nhẹ nhàng và phải tập trước khi chúng ta lên móng vì cái tip bây giờ là chỉ là cái bằng mũ thôi nó không phải là bột không có cứng gì cả nó ăn rất là nhanh vô cho nên nếu mà các bạn không cẩn thận thì nó ăn một phát vô là coi như xong móng của chúng ta bắt buộc chúng ta phải gỡ ra làm lại đó nếu bạn nào thực hành theo cái móng này thì chúng ta có thể lấy cái móng giả chúng ta cắt trước chúng ta tạm cầm trên tay chúng ta, chúng ta cắt cắt xong rồi chúng ta dùng cái máy để chúng ta chạy lại chạy cái độ nhọn lại thì nó sẽ ok hơn khi các bạn lên tay của khách thì các bạn sẽ tự tin hơn và các bạn không bị mất mất quá nhiều lỗi khi mà các bạn lên tay của khách đó đây là cái bước thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn Thế bạn tha mình dỗ mình nằm cái đầu vỗ, lúc đầu mình đứng lên và sau đó mình nằm nhẹ cái đầu dỗ xuống đứng lên dùng cái thân của dỗ chúng ta dỗ một bên thì chúng ta để đứng bên còn lại chúng ta để nằm vì sao vì cái bên còn lại chúng ta khó bị khó thấy hơn nó bị khuất hơn cho nên chúng ta phải để nằm xuống ok thì video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn với các bạn về cái vấn đề là tạo cái cái bước đầu tiên để tạo một cái móng nhọn thì video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye.